Nghị định 86 năm 2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, mặc dù mới được ban hành và có hiệu lực, song đã phát sinh nhiều bất cập, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp vận tải. Liên quan tới vấn đề này, sáng ngày hôm nay 12 tháng 12, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức hội thảo thực hiện một số điều kiện kinh doanh trong các hợp tác xã vận tải đường bộ và chỉ rõ những lỗ hổng trong quy định, mà cụ thể nhất ở đây đó là hoạt động ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm cho thành viên hợp tác xã mô hình cung ứng dịch vụ. Tại hội thảo, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải cho rằng siết chặt quản lý, giám sát hoạt động vận tải là việc làm rất cần thiết nhằm giảm thiểu vi phạm cũng như tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vậy nhưng thực tế trong Nghị định 86 lại có khá nhiều điểm bất cập, mà cụ thể ở đây đó là việc ký hợp đồng và chi trả bảo hiểm cho người lao động. Đơn cử một cá thể hộ gia đình có phương tiện gửi vào hợp tác xã cung ứng dịch vụ, hợp tác xã này lại phải ký hợp đồng với lái xe, phụ xe. Trong khi đó, chính lái xe và phụ xe lại là chủ phương tiện, hợp tác xã không đứng ra thuê sử dụng. Cái điều này nó sẽ gây ra hiểu nhầm khi áp dụng trong thực tế. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái hợp đồng dịch vụ này không thể quy định cái gọi là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ sử dụng quản lý phương tiện. Bởi vì là chúng ta phải hình dung rằng cái hợp đồng dịch vụ này giữa hợp tác xã với thành viên là hợp đồng dịch vụ gì. Ví dụ như trong trường hợp hợp tác xã tạo việc làm thì nó chỉ là quan hệ lao động, nó chỉ liên quan đến hợp đồng lao động thôi, còn hợp đồng chung biến tài sản đó là một phạm trù khác. Trường hợp anh vừa là thành viên vừa là lái xe thì phải phân định rõ ràng, khi anh là thành viên này phải tuân thủ theo cái quy định của thành viên hợp tác xã. Thế còn khi là lái xe thì anh lại phải tuân thủ theo quy định của người lái xe. Thì trong này người lái xe quy định là phải có hợp đồng lao động. Như vậy anh phải ký hợp đồng lao động. Đúng không ạ? Kể cả, tức là gì, vừa là thành viên vừa là lái xe thì khi ông đóng là thành viên thì ông vai là thành viên. Còn khi ông lên cái xe đấy ông phải tuân thủ theo đúng cái điều kiện của người lái xe. Hiệp hội Vận tải Hà Nội khẳng định lái phụ xe thuê ngoài, thành viên hợp tác xã tự tuyển chọn, thỏa thuận trả lương, còn hợp tác xã chỉ là người quản lý hồ sơ. Do đó, hợp tác xã ký hợp đồng lao động với lái phụ xe là khó thực hiện. Hợp tác xã bán dịch vụ cho xã viên, tức là cung ứng như dịch vụ cho xã viên, thí dụ như hợp tác xã vận tải. Thế là mở luồng tuyến này, quản lý luồng tuyến này, kê khai nộp thuế này, rồi thì là phát hành vé này, này quản lý phương tiện trên đường này, quản lý lái xe hoạt động trên đường, trên cơ sở thiết bị giám sát hành trình, thì không phát sinh quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, cho nên không thể ký hợp đồng lao động được. Bởi vì hợp tác xã không trả lương cho những người lái xe và phụ xe. Chúng tôi cho rằng cái là bất cập nhất, và hiện nay tất cả các hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ của toàn quốc đều không thực hiện được việc này. Thời gian qua, hoạt động quản lý lái phụ xe đã và đang xuất hiện khá nhiều lỗ hổng bất cập. Thực tế này đã dẫn tới hiện tượng lái xe nghiện ma túy, sử dụng chất kích thích và gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Việc ký hợp đồng lao động với lái phụ xe là để đảm bảo quyền lợi ích cho người lao động và người sử dụng dịch vụ lao động. Và khi đơn vị cung ứng dịch vụ ký hợp đồng với người lao động, trong khi không trực tiếp quản lý, thì lợi ích của người lao động sẽ khó đảm bảo.